Hello cả nhà. Anh phải gây ra thêm tội. Hello cả nhà, chúc cả nhà mình buổi tối vui vẻ. Bây giờ đang là 8:10 rồi, cả nhà mình đã ai mà đã ăn cơm rồi thì hãy vào cùng nói chuyện với em Loan nha. Hôm nay là ngày thứ tư giữa tuần nè. Em chào chị Nhung Trần. Trời ơi, chị Nhung Trần ơi, em mới kết bạn Facebook của chị. Chị giờ là idol của em rồi đấy. Sắp tới em phải vào nhóm để học livestream của anh Bình, của chị Hương với chị mới được. Thấy mọi người livestream tốt thật đấy. Em chúc mừng chị nha, hôm nay đã gieo duyên được cho hai bác hàng xóm để sở hữu cổ phần doanh nghiệp mà UST nha. Thế sao đợt vừa rồi chị không đi không đi tuần châu hả chị? Vui lắm. Chị xem ở trên Facebook mọi người ấy, có các cái YouTube về cái team building ấy, vui cực kỳ luôn. Toàn đệ tử của anh Ngọc Bình á. Công nhận đi, cổ đông nhà ta tuyệt vời thật đấy. Ai ai cũng phát triển, ai ai nói chuyện cũng năng lượng. Và quan trọng là chúng ta là người có giá trị để trao đi để những cơ hội cho mọi người. Nhưng mà công nhận là khi mà mình thấy rằng một cơ hội đó là một cơ hội nào đó tốt thì chắc chắn là người đầu tiên mà mình suy nghĩ thì đó là những người thân gia đình và là những người mà mình mang ơn hoặc là đã giúp đỡ mình trong những thời điểm khó khăn, chị Nhung nhỉ. Công nhận là thực sự là hạnh phúc. Và hôm nay em xem livestream em còn thấy chị còn đang rơm rớm nước mắt khóc. Công nhận là tuyệt vời thật chị ạ. Em cũng đã từng có những phút giây như vậy khi mà mình chia sẻ cho một người nào đó, một người thân hoặc là những anh chị mà thân quen với mình ấy. Và khi mà bản thân em từ năm 2018, chắc chị Nhung cũng đầu tư năm 2018 nhỉ. Thế bản thân em cũng đầu tư năm 2018 và cũng mời anh Tuyến, anh Công, chị Thơ với các anh chị em lãnh đạo về Hải Phòng để chia sẻ. Và em cũng rất là vui mừng khi mà chia sẻ cho hai anh chị em rất là thân và rất là quý mến. Thì về thì anh chị đã tìm hiểu cơ hội và nắm bắt đầu tư ngay 1.000 đô. Và sau đó khoảng 1-2 tuần thì anh chị đầu tư ngay hơn 10.000 đô. Thực sự lúc đấy là vô cùng hạnh phúc vô cùng luôn ấy. Tại vì là trong cuộc sống người ta cần những người mà thấu hiểu, cùng chung tư duy với mình và người ta đồng hành với mình. Thì đấy là những điều mà hạnh phúc của chị em mình. Chị có hai bạn dưới 10 tuổi không được đi theo, nhà có ba mẹ con thôi nên hẹn đám cưới anh Công, chị Thơ nha em. Vâng, 25 tháng 9 chị nha. Chị em mình lúc đấy là phải ăn mặc xinh đẹp vào, xong mình đi đấy nắm quẩy nhá. Và chị Thơ cũng bảo rồi là cái chương trình đấy là để gặp mặt các cổ đông UST của nhà ta. Và chị em mình thì chỉ có việc là lung linh thôi, sắm những cái bộ váy gọi đẹp nhất, hot trend nhất để chị em mình đi lên chụp ảnh với nhau nha. Ôi à, chị đầu tư từ 19 tháng 6 2018. Em đầu tư tháng 5. Thế nhưng mà em đầu tư tháng 5 nhưng mà em chưa làm đối tác từ tháng 5 đâu. Mà chắc là mai cuối năm mới làm. Em đầu tư từ tháng 5 nhưng mà vẫn kiểu là một tách ngay công việc. Ngày xưa em làm FutureNet. Thế sau đó thì mãi về sau thì mới chuyển đổi sang 100% sang Sideway. Cuối năm. Có nghĩa là một nách hai công việc, mình rất yêu sới quay thì mình làm chủ yếu là sới quay, nhưng mà mình vẫn vì là ở bên đấy nhiều người theo mình ấy, thế nên mình vẫn hỗ trợ mọi người. Cảm ơn chị Nhung Trần đã tặng mọi người giúp em nha. Ơi đấy, chị tăng tàn các K02 nhỉ, hôm nay thứ năm nên là cả nhà mình không có Zoom. Trời ơi chị ơi, nghe em kể chị Nhung nghe. Cái đợt vừa rồi ấy, đi xong mọi người năng lượng lắm và thực sự là đúng là team building. Và trong cái quá trình mà đi tuần châu ấy, mọi người gắn kết với nhau. Xong rồi em về xong hôm đấy mọi người còn ốm nữa, thế mà chị Thắm hôm sau chị vẫn có thể zoom được. Thực sự là kính lễ nhà mình. Mà toàn là các chị em phụ nữ thôi nha. Đúng là đây là cái thời đại mà chị em phụ nữ mình vượt lên để làm giàu. Hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người là sở hữu cổ phần doanh nghiệp là cách thông minh.
Chị có ở dưới anh Lợi không? Đợt đấy là em dưới anh Lợi đấy. Thế là thế là chị được anh Tuyến chia sẻ à? Em thì em là anh được anh Tuyến chia sẻ à? Ui, công nhận là cái thời đấy vui thật đấy. Cũng có nhiều kỷ niệm phết đấy. Và ngày xưa thì mình làm những bước vào cuộc đời. Thế là em đang dở một tí, mọi người thông cảm cho em tí nhá. Hôm nay bận quá, nhiều người lạp xiền để đầu tư cổ phần nên là cũng hơi bận một xíu. Đúng rồi, phụ nữ hiện đại là đừng có ngại làm giàu chuẩn anh chị ạ. Chị em mình phải yêu thương bản thân mình, kiếm tiền để làm được những điều chúng ta yêu thích. Và tất nhiên là nếu mà chồng chị em mình vừa giỏi mà kiếm được nhiều tiền thì tất nhiên chị em mình cũng thích, đúng không ạ? Chị em mình cứ càng nhiều tiền càng tốt. Ô thế à, em cũng thế chị Nhung ơi, chị em mình có duyên đấy. Em cũng làm dự án đầu tiên ấy, có nghĩa là ngày xưa thì em lên Hà Nội, thì ngày xưa là em làm về sinh nhắc vân tay, sau khi đó thì làm chung với lúc đấy nhóm của em này như là 5 đến 7 người, thì lúc đấy là trong cái team của em là có Hạnh Nguyễn đấy. Đấy, và sau khi đó thì làm ăn không được ấy thì là thôi, anh mấy anh em giải tán, mỗi người một hướng, một phương một hướng. Em thì về Hải Phòng, rồi có người Hà Nội. Thế về sau quyết định là sẽ lên Hà Nội để lập nghiệp, và dự án đầu tiên mà em gặp cũng là Fusionet chị Nhung ạ. Đấy, dự án đầu đời luôn đấy. Thì công nhận là chị em mình có duyên thật đấy. Em chào chị Phương, em chào anh Trịnh Duy Thiệp. Và đây để mọi người cùng khoe xem dự án đầu đời của mọi người là cái gì nào. À, anh Thiệp chắc nhiều dự án lắm đây này. Anh Thiệp ngày xưa có kể là anh cũng tham gia nhiều dự án đấy, xong mất tiền xong gặp chị Kim Thơ. Còn chị Phương em nghĩ chắc là không nhỉ? Chị Phương thì chắc là không. Vui nhỉ? Cũng là toàn anh chị em Future Net đi qua thôi. Đúng là cái lần đầu tiên trong cuộc đời mình biết biết tới cái dự án mà nó cứ lãi hàng ngày hàng tháng nhỉ mọi người nhỉ. Công việc nó cũng đi vui, mình vui vì cái cảm giác là hàng ngày nó cứ tinh tinh tiền về tài khoản. Ví dụ như là mỗi ngày là 1%, ví dụ nếu mà 5.000 đô, mỗi ngày 1% là mình được 50 đô một ngày ấy, sung sướng lắm. Cứ mở mắt ra ấy, cứ buổi sáng sớm làm sao phải dậy dậy thật sớm, đấy là cái động lực mà chị em mình dậy sớm hơn, là mở mắt ra sau đó thì nhìn thấy tiền về hàng ngày, mỗi ngày 50 đô đều như vắt chanh đấy. Sau đó đến 6 tháng một năm nó dở chứng dở khỏe là nó bảo trì đấy. Nhưng mà khi mà mình biết rồi, rồi mình đã đầu tư qua rồi thì đến bây giờ thì mình cảm thấy thương thương mọi người cực kỳ luôn. Và mình cũng chia sẻ với mọi người và mình cũng khuyên mọi người, nhưng mà em biết là tất cả những cái lời khuyên của em bây giờ nó đều là vô ích, bởi vì ngày xưa mọi người đã từng kinh qua rồi và mọi người nói với mình thì mình đâu có tin đâu ạ. À đấy, mọi người bảo là làm gì có cái gì nó dễ thế đấy, ngân hàng một tháng nó chỉ có trả lãi đến 4 đến 5% thôi, huống chi là bây giờ hàng ngày bà được nhận 1% một ngày, bà có thể điêu không đấy. Thế xong rồi nó bảo là nó sẽ thay thế Facebook rồi Snapchat rồi là Zalo, là nó sẽ mang tiền, nó sẽ quảng cáo, và cái tiền mà nhận được quảng cáo ấy thì nó sẽ chi trả cho người dùng đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì có rất nhiều các cái hình thức như vậy, rất nhiều các cái hình thức là cũng quảng cáo, cũng chạy quảng cáo hàng ngày, có thể bỏ ra 5-10 phút để chạy quảng cáo, sau đó thì tiền về hàng ngày 15% một tháng, 30% một tháng. Ví dụ như đầu tư 5.000 thì bạn được 1% một ngày. Thế nhưng bạn đầu tư 50.000 thì bạn được 2 đến 3% một ngày. Đấy, thế nhưng mà khi mà mình đã hiểu bản chất rồi, khi mình đã kinh qua rồi, quan trọng là gì? Là quan trọng là khi mình đã vấp ngã rồi, mình đã có cái nỗi đau trong đấy rồi, mình đã mất tiền ở đấy rồi thì mình phải rút kinh nghiệm thôi. Thế nên tại sao mà đến bây giờ thì em Loan cứ trung thành với cái sự sự nghiệp UST của mình, không đi không hề làm bất kỳ một cái khác, bởi vì mình hiểu bản chất của nó mà. Tất cả những cái sân mà nó trả lãi hàng ngày cho bạn 1%, 2% thì nó sẽ không bền được đâu. Còn nếu như mà mình biết rằng là nó không bền mà mình vẫn cứ cố tình tham gia
thì thực tế là mình đang lừa dối chính bản thân mình và mình đang cố tình lừa dối người khác. Đấy, và luật hoa quả thì nó đến rất nhanh đúng không ạ? Luật hoa quả nó đến rất nhanh thôi. Thế nên là thôi thì chúng ta tập trung vào những cái giá trị. Và từ đấy khi mà lần đầu tiên em bị vấp ngã như vậy thì thực ra thì bản thân mình không mất tiền vì mình là người làm việc nhóm. Nên là gần như tiền của mình thì không bị mất. Thế nhưng mình thương vô cùng cho những anh em đội nhóm của mình. Những cái đồng tiền mà xương máu của họ cũng thì cũng đã mất. Thế nhưng mà mình hiểu rằng tất cả đấy nó đều là những cái bài học, những trải nghiệm trong cuộc sống. Và không ai, kể cả như một đứa trẻ con cũng như vậy, nó không phải là sinh ra mà nó đã biết đi, biết chạy được, đã biết ăn, biết nói được, đúng không ạ? Mà tất cả đều phải gì? Những cái bước đi đầu tiên phải chập chững, phải ngã, phải đau. Sau khi đó thì sao? Nó rút ra kinh nghiệm. Đấy, xong rồi nó chậm rãi hơn. Và nó có những bước đi đầu tiên thì bản thân mình cũng như vậy. Thay vì mình gục ngã, thay vì mình cảm thấy yếu đuối, thay vì mình cảm thấy trách móc những người giúp đỡ mình, thay vì mình đổ lỗi cho số phận, thì mình làm gì ạ? Mình học cách phát triển bản thân mình hơn, mình cảm thấy bản thân mình tốt hơn, mình làm bạn với những cái cuốn sách, mình nâng cao tri thức của mình hơn để mình có kiến thức về đầu tư. Vì mình biết rằng là gì? Phải đầu tư thì chúng ta mới có cơ hội để trở lên giàu có rồi. Thì chúng ta mới có cơ hội trở nên giàu có, đúng không ạ? Đúng rồi, anh Thiệp nói rằng là anh trả học phí cao trước khi đến UST, em chúc mừng anh nhá. Đấy, trả phí cao thì bây giờ mới có anh Thiệp như ngày hôm nay chứ, đúng không ạ? Còn nếu như mà đời chúng ta mà cứ bình an, cứ như vậy thôi thì làm sao mà có anh Thiệp như ngày hôm nay, đúng không ạ? Và đấy cũng là cái thước đo để chứng minh rằng anh Thiệp là người rất khát khao, rất là có ý chí và rất là mong muốn vươn lên trong cuộc sống. Thế nên là nhiều người ta bảo nhá, tại sao mà nhá, cái những người mà người ta hay đánh bạc ấy, đánh bạc thì như bọn chúng ta nghĩ thì là xấu xa đúng không ạ? Nhưng thực ra những người đánh bạc họ là rất là khát khao, rất là mong muốn vươn lên cuộc sống, rất là mong muốn giàu có. Thế nhưng mà họ chỉ là đi sai con đường thôi, là họ không đi đúng cái có nghĩa họ muốn giàu nhanh, chứ thay vì là họ phải bỏ công sức, bỏ tri thức ra để học tập thì họ lại muốn giàu nhanh. Đấy, thế nhưng mà họ cũng là rất là khát khao. Đấy, nếu như chỉ cần họ đi đúng con đường thôi thì họ sẽ thành công rất nhanh. À đúng rồi, chị Trần Phương, chị Phương thì tư duy bảo thủ. Ôi dồi ôi, trời ơi, ai cũng ước được như chị Phương ấy nha. Chị Phương là một cổ đông rất là VIP của UST từ những cái thời điểm sơ khai. Nhưng mà lâu lắm không gặp chị Phương ạ. Hôm nào lên văn phòng mấy chị em mình gặp nhau nhá. Rượu cũ bình mới em nhỉ? Vâng, đúng rồi chị ạ. Rượu cũ bình mới. Nên là khi mà chúng ta đã hiểu bản chất rồi thì kể cả nhá, tại sao bây giờ có rất nhiều dự án nó mở ra. Và nhưng mà đúng là tất cả nó đều là rượu cũ bình mới thôi. Nên là nếu như khi mà chúng ta đã hiểu bản chất rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ không xa vào thị trường đâu, và chúng ta sẽ không bao giờ mất tiền. Đấy, nên là bây giờ những cái gì mà giá trị, những cái gì mà tạo ra giá trị thực cho xã hội thì chúng ta đầu tư thì chắc chắn là chúng ta sẽ thắng. Xin chào em Lê Mỹ Linh, xin chào anh Tuấn Trần nha. Đây toàn là các cái cổ đông rất ưu tú của UST ạ, mọi người ạ. Và nếu như cả nhà mình mong muốn tìm hiểu các kênh đầu tư ấy, thì là chúng ta có thể là follow hoặc là chúng ta có thể kết bạn thêm với các anh chị để chúng ta hiểu thêm những thông tin kiến thức. Mọi người rất là tuyệt vời. Lê Mỹ Linh thì tạo ra một cái fanpage và em mới là một trong những hot girl của làng UST. Và anh Tuấn Trần thì là một trong ấy, đội trưởng cực kỳ VIP của hành trình thịnh vượng K02. Đấy, và nằm hot tiktoker Trần Tuấn. Chào chị Trịnh Châu. Mọi người có cái tên rất là hay nhá. Chị Nhung Trần này, anh Tuấn Trần này, chị Trịnh Châu này, chị Trần Phương này, anh Trịnh Huy Thiệp. Đấy, mọi người có cái tên rất là hay, hay vô cùng. Em thì em tên là Loan. Giới thiệu với mọi người, nếu như người nào không biết em thì em tin giới thiệu bản thân mình là em tên là Loan, họ tên đầy đủ là Phụng Thị Loan. Thì cái tên của em nó rất là đặc biệt, là không phải bố mẹ em đặt mà là dì họ em đặt. Đấy, dì họ em đặt tên là Loan. Và bây giờ thì click Facebook của em đổi là Loan Brena. Thì đơn giản là Loan Brena là một người ý này yêu thích sự hòa bình. Đấy, em thuê cái tên này là em cũng thuê thầy phong thủy ấy, để đặt tên ấy. Thế nhưng mà là tên này là nó tượng trưng cho là người yêu thích sự hòa bình. Và là một trong em lựa chọn mình là trở thành nhà lãnh đạo và là người giàu. Đấy,
Hello anh Tuấn Trần nha. Cả nhà mình có thể tương tác với em nhé. Không biết là chị Trịnh Châu đang làm công việc gì ạ? Anh Tuấn Trần, anh có đang ở trên văn phòng không? Hôm nay cháy đô anh Tuấn ạ. Hôm nay em đang mua đô mà cuối cùng còn chưa thấy đâu. Đợi mãi từ nãy giờ vẫn chưa mua được. Thế nhưng mà em thôi, em cứ like với mọi người nói chuyện đã. Xong một tí xử lý cho mọi người sau. Công nhận là hôm nay hot thật đấy. Hôm nay chương trình UST của chúng ta rất là hot, đang có chương trình khuyến mãi nên cực kỳ hot, nên là mọi người đầu tư rất là nhiều. Thế thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người về sự khác biệt của đầu tư. Thế thì anh về Vĩnh Yên rồi em à? Ok anh khiếp, đi du lịch phát là về thăm vợ ngay. Thế thì em sẽ lêu ví dụ cho mọi người biết rằng sự khác biệt về đầu tư nhá. Thì có hai người mà em muốn chia sẻ với mọi người. Một là James Quincy, ông là CEO của Coca-Cola. Và mọi người không lạ gì với Coca-Cola đúng không ạ? Trên mỗi bàn ăn chúng ta đều có những cái chai Coca-Cola, và nó gắn liền với tuổi thơ của chúng ta. Bây giờ đi ăn ở đâu, đi ăn nướng này, rồi đi ăn nẩu, thì chúng ta đều có chai Coca-Cola bên cạnh. Đấy, thế nhưng mà khi mà chúng ta uống thì chúng ta chỉ biết là uống thôi, bởi vì nó ngon đúng không ạ? Thế nhưng mà CEO của Coca-Cola là James Quincy. Và ông ấy làm việc cả ngày, thậm chí là cả đêm. Ông ấy còn nghĩ là làm thế nào để Coca phát triển, làm thế nào để đưa Coca-Cola trên toàn thế giới, và làm thế nào cho mỗi bữa ăn của những người dân trên toàn thế giới, mỗi người đều phải có một lon Coca-Cola ở trên bàn, đúng không ạ? Và thu nhập hàng năm của ông là 16 triệu đô trên một năm. Thu nhập này rất khủng đúng không ạ? Bởi vì so với một người bình thường, và nhất là so với đất nước Việt Nam của chúng ta, thì 16 triệu đô thì là một con số vô cùng khủng rồi. Như 1 triệu đô thì là bằng 24 tỷ đúng không ạ? Đấy, thế nên chúng ta lấy 24 nhân với 16 lần này, chúng ta thấy rằng là tiền của ông này, ông ấy làm khi là bằng mấy chục đời nhỉ? Những người bình thường chúng ta làm đúng không ạ? Như là kể cả như ở quê nhá, như bố mẹ em Lan nhá, để mà nói mà số tiền dư 1 tỷ á, số tiền dư 1 tỷ cũng phải tích góp bao nhiêu năm trời thì mới dư được 1 tỷ. Còn đây trong khi nhá, một năm của ông ấy đã có mấy trăm tỷ rồi mọi người ạ. Có mấy trăm tỷ rồi. Đấy là ông James Quincy, là CEO của Coca-Cola. Thế và bên thứ hai nữa là ông Warren Buffett. Ông ấy là nhà đầu tư vào Coca-Cola, và thời gian làm việc của ông ấy là gì? Số không tròn chính đúng không ạ? Ông không làm việc gì hết, ông không phải suy nghĩ cái kế hoạch phát triển của Coca-Cola đúng không ạ? Nhưng mà thu nhập một năm của ông thì sao ạ? 547 triệu đô trên một năm, có nghĩa là gấp hơn 30 lần thu nhập của ông CEO của Coca-Cola. Vậy thì bí mật ở đây là gì ạ? Bí mật là gì? Là khác biệt về đầu tư. Một người thì sao? Người ta dùng tiền để đẻ ra tiền. Đấy. Còn một người thì dạ, dùng tri thức, đúng không? Dùng tri thức của mình và dùng cái vốn sống của mình, kinh nghiệm của mình để làm gì? Để đi làm thuê cho người khác. Đấy. Và kể cả dù bạn có là CEO đúng không? Bạn là có là giám đốc thì bạn cũng là gì? Bạn cũng đang là người đi làm thuê cho người khác mà thôi mọi người ạ. Và cái cấp bậc cao nhất, đáng tôn trọng nhất, tuyệt vời nhất là gì? Là chúng ta phải gì? Dùng tiền để đẻ ra tiền. Vì sao? Tiền thì nó có thể đẻ ra những đời con, đời cháu của nó. Cháu chắc chút chít chủ trì đúng không ạ? Và gì? Nó mang cái đồng tiền ấy đi để kiếm tiền chúng ta. Và tiền của chúng ta thì làm việc không bao giờ mệt mỏi. Làm từ sáng đến đêm, từ đêm đến tối đúng không ạ? Làm 24 giờ, 24 trên 24 và không bao giờ mệt mỏi. Nhưng chỉ có chúng ta là mệt mỏi thôi đúng không ạ? Chúng ta không bao giờ có thể làm 24 giờ trên một ngày đâu nha mọi người nha. Bởi vì nếu mà chúng ta làm một ngày, hai ngày cũng được. Nhưng nếu mà chúng ta làm liên tục điều đấy trong vòng 24... làm cái điều 24 giờ trên một ngày và làm cái điều ấy liên tục trong một tuần thì chắc chắn là chúng ta sẽ chết. Đúng không? Nhưng mà tiền thì sao? Tiền thì không bao giờ chết đúng không ạ? Tiền nó không bao giờ thấy chán khi mà nó làm việc, và nó luôn làm việc không ngừng nghỉ. Vậy thì gì ạ? Vậy thì đây là một cái điều cảnh báo rằng là gì ạ? Thay vì chúng ta mãi phải đi làm công cho người khác, nếu mà chúng ta có số tiền dư đấy thì chúng ta hãy mang tiền đi đầu tư, và số tiền dư của bạn sẽ quyết định sự giàu nghèo của bạn đúng không ạ? Người nghèo thì sao ạ? Người mà chưa giàu nhá, người mà chưa giàu thì sử dụng cái số tiền dư của mình để gì? Để mua những cái chi phí. Đấy, mua những cái chi phí để no những cái cơm áo gạo tiền hàng ngày thôi, và thậm chí là gì? Là không có tiền để trang trải đủ những cái sinh hoạt phí hàng ngày. Đấy, tại sao mà có những anh chị làm hết tháng thì hết tiền, không làm thì không có ăn. Đấy, đấy đấy là suy nghĩ của những người nghèo đấy ạ. Bởi vì là sao? Bởi vì là
Ví dụ như bây giờ họ làm lương tháng còn 5-6 triệu thôi, nhưng mà tiêu đến chục triệu thì làm sao mà đủ, đúng không ạ? Thế nên là đến làm đến giữa tháng là đã phải đi vay nợ người khác rồi, phải vay nợ bố mẹ hoặc thậm chí là tạm ứng lương công ty rồi. Đấy, thì đấy là số dư của những người nghèo quyết định, số dư quyết định sự giàu nghèo của bạn. Còn những người trung lưu thì sao? Khi mà họ có số tiền lương hàng tháng, ví dụ những người trung lưu là những người mà có tiền dư ấy, và họ đi mua những cái thứ mà được gọi là tiêu sản. Ví dụ là gì? Họ mua một chiếc xe, hay là họ mua những cái con điện thoại mới. Nhưng mà gì ạ? Nhưng cái điểm khác biệt ở đây là gì ạ? Là chiếc xe họ mua chỉ để đi thôi, mua chỉ để đi, để sang, để khoe mẽ với mọi người thôi. Hoặc là họ mua những con điện thoại không để phục vụ cho công việc của họ, cái công việc của họ không cần những chiếc điện thoại đấy. Đấy, nhưng mà họ chỉ mua để gì? Để xài cho sướng tay thôi, để cảm thấy là selfie cho nó đẹp thôi. Đấy, thế nên đấy. Và những và đây cũng là một trong những cái trường hợp mà gọi là dở dở ưng ưng ấy mọi người, là trung lưu ấy. Cứ nghĩ là mình giàu nhưng thực tế là mình không giàu, bởi vì mình toàn sở hữu tiêu sản thôi. Tiêu sản là gì? Tiêu sản là những gì mà nó lấy tiền đi của chúng ta. Ví dụ nhá, mình mua một con điện thoại, nếu mà mình chỉ dùng để dùng thôi, đúng không? Thì hàng tháng mình phải bỏ tiền ra để làm gì? Thứ nhất là mình mua mạng, thứ hai là gì? Là mình phải nạp tiền, nạp thẻ điện thoại để mình gọi điện cho người khác, đúng không? Thì đấy nó gọi là tiêu sản. Hoặc là gì? Cái chiếc xe mà mình đang đi hàng tháng nó không lại mang lại tiền cho mình, mà nó chỉ gì mất tiền thôi. Tiền gì? Tiền bảo dưỡng này, bảo hành này, rồi là tiền mình đi ra đường, đúng không? Mất tiền cho công an này, hoặc là rất nhiều các chi phí khác, đổ xăng hàng tháng. Ví dụ như bây giờ mình đang đi xe máy, hàng tháng nhá, mình chỉ đổ xăng 100.000 thôi. Nhưng mà có mỗi mình lại mua một con ô tô xa, đúng không? Thế một tháng mình mất 1.200.000 tiền xăng này, có phải là nó đang là tiêu sản của mình, đúng không? Nó đang móc tiền của túi của bản thân mình mang cho cái thằng khác thì được gọi là tiêu sản, đúng không? Thế đấy gọi là trung lưu, là những người dở dở ưng ương. Giàu cũng chả phải giàu mà nghèo cũng chả phải nghèo. Còn có một cái cấp bậc nữa, đó là người giàu. Người giàu người ta dùng cái số tiền dư của họ, họ có thể bỏ ra 10 đến 50% thu nhập hàng tháng của mình để mang tiền lên đầu tư, để dùng tiền để ra tiền. Thì đấy là người giàu. Vậy nên là cái số tiền dư của bạn sẽ quyết định sự giàu có của bạn. Thế nên là cả nhà chúng ta hãy hãy tìm cách nhá, để chúng ta học về đầu tư. Và có một cái điều là như thế này ạ, rằng là cái việc mà chúng ta làm giàu ấy, cái việc mà chúng ta kiếm tiền ấy, cái việc mà chúng ta dùng tiền để ra tiền ấy, thì nó đều học được. Cái này là thực sự là em Lan rất thích này. Bởi vì là ngày xưa mình học ở trên trường lớp là không có tốt lắm đâu mọi người. Học chỉ nó chỉ trung bình thôi. Và nên đại học cũng như vậy, mình cũng không đỗ đại học đâu, mà mình chỉ đỗ cao đẳng thôi. Và mình cảm thấy là mình không thích những con số mà mình học ở trường. Nhưng đến khi mà mình ra ngoài đời, mình cực kỳ thích cái lớp học làm giàu. Mình cực kỳ thích những người thành công hơn mình. Bởi vì mình biết đấy là cái con đường mà mình sẽ trở thành, và mình mong muốn là mình sẽ trở thành họ trong tương lai. Nên là đúng là cái trường đời với cái trường học nó khác nhau rất là nhiều. Và tại sao? Có một cái lý do tại sao là có rất nhiều những anh chị em, đúng không ạ, ở trong trường lớp chúng ta học rất giỏi, 9-10 điểm, văn toán là chuyện hết sức bình thường. Nhưng ra ngoài, sau ngoài 30 tuổi, 35 tuổi thì chúng ta vẫn mãi là ta. Và chúng ta với mức lương là 5 triệu, 7 triệu một tháng. Và chúng ta ngước lại, chúng ta nhìn lại tại sao trong quá khứ mình đang rất huy hoàng, mình trở thành những người rất là học giỏi, đúng không? Học rất giỏi của trường lớp. Nhưng mà đến khi mà cái tuổi mà chúng ta cần thành công thì chúng ta lại không thành công. Và có phải là cuộc đời đang không công bằng với chính chúng ta hay không? Thực tế là cuộc đời đang rất công bằng, đúng không? Cuộc đời đang rất công bằng với chúng ta. Bởi vì những cái đứa học dốt ấy, nó biết rằng là tương lai của nó chẳng có tấm bằng mẹ gì đâu, đúng không ạ? Nó cũng sẽ không thể nhờ tấm bằng gì đâu, bởi vì nó không có giỏi đâu. Văn toán thì đều rốt, đúng không? Thì ra ngoài trường đời nó phải cố gắng gấp nhiều lần hơn. Nếu như bạn cố gắng một lần thì nó phải cố gắng gấp trăm ngàn lần. Nó phải làm gì? Phải ra ngoài, phải giao tiếp, phải nói chuyện với người khác, phải chia sẻ với người khác, phải học hỏi nhiều hơn bạn để làm gì? Để mai kia nó cũng có cuộc sống tốt hơn bạn. Và tại sao mà những đứa nó học rất dốt nhưng mà mai kia nó lại trở thành ông nọ bà kia, thậm chí nó lại trở thành giám đốc, thậm chí là nó lại trở thành ông chủ nó thuê mình ấy. Nên là có rất nhiều mọi người nói là thôi đừng bảo con học giỏi vừa vừa thôi, bởi vì học giỏi nhiều quá thì mai kia nó lại trở thành làm thuê cho người khác thì chết. Ô, mình thấy cũng đúng phết đấy. Nên thay vì chỉ con chăm chú vào học thôi, thì chúng ta sẽ cho con học các cái lớp phát triển bản thân, học các lớp kỹ năng,
để cho con có nhiều tri thức hơn. Và đúng là như bản thân mình cũng trải nghiệm ấy, ngày xưa mình không có học giỏi, nhưng mà đến bây giờ thì mình tự hào rằng là mình cũng chưa phải là người quá thành công, nhưng mà so với mình ở thời điểm hiện tại thì mình đang cảm thấy rất là happy với những con người hiện tại của mình, với những cái nỗ lực trong quá khứ. Và mình nhìn lại với những người khác thì mình đã có những cuộc sống khác với những người khác. Ít nhất là gì? Là cuộc sống của mình tự do, mình hoàn toàn tự do, mình không phụ thuộc vào bất kỳ một người nào đó. Mình không lấy chồng bởi vì anh ấy giàu, mình không lấy chồng bởi vì anh ấy là chỗ lương tựa cho chính bản thân mình. Mình không phụ thuộc vào người khác, mình không phụ thuộc vào bố mẹ, mình không trông chờ vào những khoản mà bố mẹ mai kia sẽ chia tài sản cho mình. Mình không chờ bố mẹ giàu, mà chính bản thân mình sẽ là người tạo ra tất cả điều đó. Và thực sự đấy là điều vô cùng hạnh phúc, đúng không ạ? Đấy là cuộc sống mà vô cùng tự do. Và mình mong muốn là, vì ước mơ của mình là trở thành công dân toàn cầu. Thế nên là mình thích một cuộc đời tự do, mình thích như những chú chim vậy. Nó có thể đi đến những nơi đâu nó thích, nó chỉ cần là gì, nó có một cái đôi cánh đủ mạnh, đủ khỏe, đủ dài để đi được khắp nơi, những cái nơi mà nó thật là yêu thích, đúng không ạ? Và tại sao mà con chim nó đậu ở trên cành cây ấy mà nó lại không sợ cành cây gãy ạ? Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái đôi cánh đủ mạnh rồi nên nó đâu có sợ. Và hàng tháng như năm nay ấy, thì gần như là em Loan tháng nào cũng đi du lịch mọi người ạ. 1 đến 2 lần, gần như là tháng nào cũng đi du lịch. Và mình thấy hạnh phúc vô cùng khi mà những người khác thì họ từ thứ hai đến thứ sáu, thậm chí là từ thứ hai đến chủ nhật vẫn phải đi làm những cái công việc. Nhưng mà mình hoàn toàn tự do, mình có thể thích đi những nơi nào mình yêu thích. Và mình thực sự muốn khám phá cái mảnh hình chữ S của Việt Nam. Và mình muốn khám phá không chỉ ở Việt Nam nữa, mà mình muốn khám phá thế giới. Mình muốn biết rằng là người Tây họ gọi là mặt thật của họ như thế nào, cái văn hóa phong tục của bên họ như thế nào. Và mình muốn biết rằng là mình muốn đi sâu về họ nhiều hơn. Và chắc chắn là tương lai mình sẽ trở thành công dân toàn cầu. Và mình luôn luôn tìm hiểu những cái điều đấy. Mình tìm hiểu là vậy thì muốn trở thành công dân toàn cầu thì mình sẽ như nào. Ít nhất là gì? Là mình phải có tiền. Và mình phải mua đất ở bên đấy. Và mai kia những con cái của mình thì chắc chắn là mình cũng sẽ đi cho chúng đi du học nước ngoài. Và thậm chí là định cư ở nước ngoài luôn. Biết đâu mai kia cho mỗi con một châu mọi người nhỉ? Châu Âu, châu Úc, rồi châu Mỹ. Đấy, cho mỗi con một châu và rảnh cứ đến cuối tuần là chúng ta lại cho... À đâu, cứ rảnh cứ một năm nhỉ, mấy lần là các con thì về thăm bố mẹ, còn bố mẹ sẽ bay sang để thăm các con. Hạnh phúc không ạ mọi người? Đấy là những ước mơ của em. Em thích vô cùng luôn. Thế nên là để đạt được những điều như vậy ấy, thì chắc chắn là nếu như với cái công việc hiện tại của chúng ta bây giờ thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ không đạt được đâu. Và thậm chí như bản thân em Loan cũng như vậy. Nếu như với cái công việc hiện tại của em bây giờ thì chắc chắn là em cũng sẽ không đạt được ước mơ của mình. Nếu như mà mình chỉ đi giống như của mình đang làm sale ấy. Mình đang làm sale ấy thì mình sẽ không đạt được ước mơ của mình. Thì vậy thì mình cần có một đòn bẩy tốt hơn. Đó là mình cần phải đầu tư. Dùng tiền để ra tiền, dùng tiền để nhân đôi, nhân tài sản của mình lên 2 lần, 3 lần, 100 lần, 1.000 lần. Đấy, và nhiều hơn thế nữa. Và cái mà mình cần đầu tư nó là cái trí tuệ của mình. Đầu tiên là phải cần đầu tư vào trí tuệ của mình trước. Và tầm tri thức của mình sẽ bằng ngang bằng với tầm tiền của mình ạ. Nếu như hôm qua em đọc một cái YouTuber rất hay, chị chia sẻ là nếu như bây giờ bạn có 100 tỷ đúng không ạ? Bạn có 100 tỷ mà bạn nghĩ rằng là con chúng ta không cần phải cố gắng gì nữa cả. Mà mai kia khi mà mình chết đi rồi thì mình sẽ để lại cho con 100 tỷ. Thế nhưng mà cũng giống như là con đang mặc một bộ quần áo rộng vậy. Nếu như thân hình của nó thì bé tí tiểu teo, nó chỉ có 2 cân thôi. Đấy. Thế nhưng mà nó mặc một bộ quần áo người lớn cơ. Thì có nghĩa là có phải là cái bộ quần áo đang không vừa với con không ạ? Thì con phải sao? Phải cắt tay. Có nghĩa cắt ống tay này, cắt ống chân này, đúng không ạ? Nó phải cắt gọn đi để làm sao vừa với cái thân thể của nó. Vậy thì nếu như bạn có cho con 100 tỷ, 1.000 tỷ nhưng cái đầu của nó không đủ chứa 100 tỷ, 1.000 tỷ ấy thì chắc chắn là gì? Là cái số tiền ấy sẽ bay đi vào túi người khác thôi. Và nó sẽ ở lại với cái đúng cái số tiền mà cái tri thức của con có. Ví dụ như bây giờ cái não của nó, đúng không ạ? Cái tri thức của nó, cái tầm của nó chỉ chứa được 100 triệu thôi. Nếu bạn cho nó 100 tỷ thì sao? Thì số tiền còn lại bay đi, còn chỉ để lại 100 triệu cho con thôi. Thế nên là thay vì chúng ta để lại cho con
thì chúng ta hãy dạy nó cách đầu tư, chúng ta dạy con về cách dùng tiền để ra tiền và dạy con tri thức thì chắc chắn là sẽ tốt hơn. Và mọi người có công nhận với em là khi khi mà mọi người đã join vào một cộng đồng nào đó, khi chúng ta biết cách đầu tư thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cách để dạy con thông minh hơn không? Chúng ta sẽ quan tâm đến thế hệ sau của chúng ta hơn. Và em đang nhìn ở trong cái live này, nhất là chị Trương Thị Thu Hà là một người mẹ vô cùng tuyệt vời và em rất là ngưỡng mộ chị. Bởi vì sao ạ? Chị là một tấm gương sáng để cho các con chị noi theo mọi người ạ. Chị như mới đây này là chị đi từ thiện. Ấy, từ thiện cho các bác chị, cựu chiến binh, và chị có dẫn đứa con đến và chính con là người mà tặng tặng cái món quà ấy cho các cựu chiến binh. Đấy là những là gì? Là những tấm gương vô cùng tuyệt vời đúng không mọi người? Đấy. Chả cần phải cho con tiền đâu mà chúng ta gì? Chúng ta hãy là những tấm gương tốt nhất để cho con chúng ta noi theo sau này. Đấy là điều vô cùng tuyệt vời ạ. Và chỉ khi mà chúng ta học cách đầu tư, chúng ta là người có tư duy tích cực thì chúng ta sẽ làm tốt những điều đấy và chắc chắn là những đứa con của chúng ta sau này nhá là người vô cùng thành công, vô cùng thành đạt mọi người ạ. Bởi vì nó được thừa hưởng những cái điều tốt đẹp của bố mẹ nó, nên là chắc chắn là chúng nó sẽ thành công là điều đương nhiên thôi đúng không ạ? Đây là điều hết sức hiển nhiên nhưng mà không phải ai cũng làm được. Xin chào anh Phạm Hưng, xin chào chị Mỹ Phượng, em chào anh Đào Chính nha. Anh Đào Chính hôm nay đi lên Hà Nội à? Thế anh có được đi Thổ Nhĩ Kỳ không anh Chính? Em cảm ơn anh Tuấn nha, anh đã like điên đảo cho em nha. Vậy thì cái quyền lợi khi mà mọi người đi đầu tư là gì ạ? Dù khi mà chúng ta đầu tư bất kỳ một cái thương vụ nào đó, thế thì trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thương vụ đầu tư. Ví dụ như là chúng ta gửi tiền vào ngân hàng, thì gửi tiền ngân hàng thì cũng thực ra nó không được gọi là đầu tư, bởi vì nó có một cái mức cố định rồi, thế nên nó cũng không gọi đầu tư mà nó gọi là tài khoản tiết kiệm thôi. Thế còn là nếu mà đầu tư thì chúng ta có những cái phương thức đầu tư, ví dụ như đầu tư bất động sản, đầu tư cổ phiếu, đầu tư cổ phần trước khi lên sàn, đầu tư trái phiếu, thì đấy là những cái dạng tài sản đầu tư. Và em Loan thì đang chú trọng về đầu tư cổ phần trước khi lên sàn, bởi vì đầu tư cổ phần trước khi lên sàn nó là một trong những đầu tư thông minh nhất và các tỷ phú họ đang lựa chọn. Ông Bill Gates ấy, ông ấy là người giàu nhất thế giới trong vòng 10 năm nhờ sở hữu chỉ 3% cổ phiếu của Microsoft. Và ông Warren Buffett, ông là người giàu thứ ba của thế giới nhờ sở hữu của các cổ phiếu của Coca-Cola, rồi Visa, rồi là Huawei, cái gì nhỉ? Butterway đấy, Butterway của ông ấy. Và hoặc là như Phạm Nhật Vượng Việt Nam đúng không? Ông ấy sở hữu 27% của cổ phiếu của Vingroup và ông là người giàu nhất Việt Nam. Và người mà giàu nhất ngành thép Việt Nam là ông Trần Đình Long đúng không? Ông ấy sở hữu 22% cổ phiếu của công ty thép Hòa Phát. Và cái người mà người ta chiếm giữ 2,5% cổ phiếu của Thế Giới Di Động đúng không? Ông Nguyễn Đức Tài là người giàu thứ 6 Việt Nam. Đấy, và tất cả những người này thì họ là gì? Thứ nhất ông là người tạo ra công ty và thứ hai ông ấy là người gì sở hữu cổ phần từ những cái thời điểm giá rất rẻ. Đấy, và đấy là những bí quyết của người giàu, họ sở hữu cổ phần trước khi lên sàn. Và mọi người có biết không, tất cả những cái cổ phần ấy nhá, từ những cái thời điểm sơ khai ấy, nó rất rẻ, rẻ vô cùng, rẻ như cho luôn. Ví dụ như là cổ phiếu của Amazon nhá, từ những cái thời điểm sơ khai chỉ có giá là 0,001 đô trên một cổ phần, có nghĩa là gì, là bằng 24 đồng. Mà mọi người biết là 24 đồng là nó chưa được 100 đồng, chưa lỗi 100 đồng đấy, mà bây giờ 1.000 đồng mới bằng một cái kẹo đúng không ạ? Thì có nghĩa là 24 đồng là chúng ta mua được 24 đồng 20 10 đấy, nó phải mua được mấy trăm cái kẹo mọi người ạ. Đấy, 24 đồng thôi, không mua nổi một mớ rau. Bây giờ mớ rau mọi người đi ra ngoài chợ mọi người mua nhá, bây giờ cũng phải 7-8 nghìn một mớ rau. Thế nhưng mà chỉ có 24 đồng là chúng ta có thể sở hữu cổ phần của Amazon từ những thời điểm sơ khai rồi. Đấy, và những cái thời, hoặc là như cổ phiếu Apple đúng không? Từ những thời điểm sơ khai có 0,06 đô trên một cổ phần, giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có hơn hơn 100 đồng một tí thôi là mọi người có thể mua cái cổ phần của Apple rồi. Thế nhưng mà gì ạ? Nhưng mà thật là tiếc đúng không ạ? Từ những thời điểm sơ khai như vậy nhưng chúng ta không có nguồn, không có người nào đó mách cho chúng ta, nên là chúng ta không có cơ hội để sở hữu cổ phần như vậy. Và đấy là tại sao
mà tại sao những giới tinh hoa người ta chiếm 5%, chiếm 5% dân số trên thế giới, nhưng họ chiếm đến bao nhiêu, 95% tài sản của tất cả mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì họ có bí mật, họ có bí quyết và họ nắm giữ cổ phần doanh nghiệp. Vậy thì nên là nếu như mà có một người nào đó mà người ta chia sẻ cho mình cái cơ hội để nắm giữ cổ phần thì chúng ta hãy lên nắm bắt nha. Bởi vì là ngày hôm nay chúng ta còn nghèo khó, nên chúng ta phải trân trọng đi. Trân trọng vì ngày hôm nay chúng ta còn nghèo khó, nhưng mà vài tháng nữa, vài năm nữa, đúng không? Hoặc là gì, một thập kỷ nữa thì chúng ta sẽ không biết chúng ta sẽ là ai đâu ạ. Bởi vì tất cả chúng ta trong ở đây đều, chúng ta đều có tiềm năng để trở thành người giàu, trở thành triệu phú, trở thành tỷ phú trong tương lai, đúng không ạ? Thế nên là nếu mà ai đó chia sẻ chúng ta cơ hội thì chúng ta hãy cứ nắm bắt. Và nếu như mà, và nhất là cái cơ hội mà được sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước khi IPO, trước khi lên sàn chứng khoán là một cơ hội rất tốt. Bởi vì nó sẽ có những 5 quyền lợi khi mà chúng ta sở hữu cái cổ phần trước khi lên sàn chứng khoán. Thứ nhất là gì? Là vốn rất nhỏ, vốn cực kỳ nhỏ luôn mọi người ạ. Có thể 50 đô, 100 đô là chúng ta có thể sở hữu cổ phần rồi, với chiết khấu rất cao. Chiết khấu rất cao là chúng ta có thể sở hữu cổ phần rồi. Ví dụ như này này, em chia sẻ với mọi người nhé. Ví dụ như là cái doanh nghiệp em đang đầu tư này, thì có phải là mọi người có đồng ý với em là chúng ta mua hàng là chúng ta phải mua bao giờ nó sale, đúng không ạ? Nó giảm giá là mình mới mua, đúng không ạ? Đấy. Thế nhưng hàng giảm giá không phải là hàng kém chất lượng đâu mọi người, mà bởi gì ạ? Hàng cực kỳ tốt. Đấy. Thế đây này, chúng ta đang có cái chương trình nhá. Nhận chiết khấu để nâng cao với trả góp zone 24 này. Đấy. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi mọi người nha. Đây là dành cơ hội dành cho tất cả mọi người. Nếu như mọi người có 50 đô, 1 triệu 2 thôi, nhưng mọi người chưa biết đầu tư ở đâu tiềm năng, doanh nghiệp tiềm năng, uy tín, người sáng lập của mình thì vô cùng tuyệt vời. Thì chúng ta hãy tìm hiểu nha. Đây này, mọi người thấy không? Có cái chiết khấu là gì? Là 500 đô thì chúng ta được sở hữu 20.000 cổ phần. Đấy. Và chúng ta sẽ được trả góp trong vòng 5 tháng. Mỗi tháng là chúng ta sẽ đầu tư 100 đô một tháng. Đấy. Chỉ có số tiền rất là nhỏ thôi, đúng không ạ? Chúng ta có thể sở hữu cổ phần là 100 đô một tháng. 100 đô là gì? 100 đô là có 2 triệu tư một tháng, đúng không ạ? 2 triệu tư chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có một cái bàn cân kinh tế ở đây là gì? 2 triệu tư. Nếu như mà thành công thì sao ạ? 20.000 đô, 20.000 cổ phần ấy, 500 đô chúng ta bỏ ra nhá, trả góp trong vòng 5 tháng là mỗi tháng 2 triệu tư, là sau tháng thứ 5 thì hết. Thì là sau khi thành công, nếu mà thành công thì được 1 đô trên một cổ phần là được 20.000 đô. 20.000 đô thì tương ứng 1.480 triệu. Đấy là thành công. Mà nếu không thành công thì sao? Thế thì em tính cái bài toán cho mọi người không thành công nhá. Thế là cái bài toán không thành công là gì? 100 đô một tháng, bạn sẽ làm gì với 100 đô một tháng? Nếu như mà những người mà tiêu không hợp lý, đúng không? Mà gần như các chị em phụ nữ của chúng ta thì đi chi tiêu theo kiểu cảm xúc rồi. 100 đô có thể là chúng ta chỉ bằng mua một bộ váy. Mà người đã tiết kiệm thì chỉ chúng ta mua một vài bộ váy. Hoặc là gì? Chúng ta ăn những bữa cơm gia đình, hoặc chúng ta mời bạn bè chúng ta đi ăn một bữa là hết 2 triệu tư, đúng không? Đấy là phụ nữ. Còn đàn ông thì sao? Đi hát karaoke, đi ăn. Hoặc đi chỉ cần ông, các ông đàn ông chỉ cần mua một cái áo đã hết 2 triệu tư rồi, đúng không ạ? Đấy. Thế thì theo mọi người chúng ta có lên đầu tư hay không? Có 2 triệu tư hàng tháng thôi, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta đang nhận với cái chiết khấu rất là cao, 1.40 chúng ta đang mua với chiết khấu rất cao là 1.40. Có là gì? Chúng ta bỏ 1 nhưng mà 40 lời đấy. Bỏ một vốn nhưng mà thu 40 lời. Và thứ hai là gì? Là lãi vốn trên số tiền đầu tư. Đấy. Lãi vốn là gì? Bây giờ chúng ta bỏ 500 đô mà chúng ta gì, khi mà công ty của chúng ta thành công, kinh doanh thành công, khi mà số tiền chúng ta đầu tư với công ty từ những cái thời điểm sơ khai, từ những thời điểm khó khăn, đúng không ạ? Khi mà gì, công ty mang số tiền của chúng ta đi, mang tiền đi đầu tư và phát triển thành công. Đấy, thì mai kia gì, công ty lên sàn chứng khoán. Thì ví dụ như là thành công là gì? Là mỗi một cổ phần đi trở thành 1 đô. Thì có phải là hiển nhiên là gì? Chúng ta bỏ 12 triệu nhưng mà chúng ta được thu về 480 triệu, đúng không ạ? Đây là lãi vốn như số tiền đầu tư. Và số 2 là gì? Là lãi dòng, hay được gọi là cổ tức. Cổ tức là gì? Là khi mà công ty ấy, người ta bán ra cái sản phẩm đấy và người ta có thu lãi hàng năm ấy,
Và để biết tại sao mà công ty có thể thu lãi hàng năm ấy, thì là công ty sẽ nhờ một cái bên kiểm toán thứ ba và kiểm toán công ty. Ví dụ như cái công ty Loan đang đầu tư ấy, thì đã có kiểm toán từ năm 2014, và từ những năm 2018 đến năm 2021, có nghĩa là 3 năm tiếp thì đều nhờ ở bên một bên kiểm toán thứ ba, đó là kiểm toán quốc tế là BDO, là một trong những công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, và hàng năm có doanh thu lợi nhuận là 10 tỷ đô hàng năm để về kiểm toán cho cái công ty mà Loan đang đầu tư. Vậy thì mọi người có thấy an tâm không ạ? Bản thân em Loan khi mà đã bỏ tiền vào đây, bỏ tiền tỷ vào đây đầu tư, thì em Loan cực kỳ yên tâm, bởi vì công ty của mình đang làm ăn rất là minh bạch. Và tất nhiên là để mà nói mà trình độ và những cái công ty mà khởi nghiệp mà được nhờ một cái công ty kiểm toán lớn như vậy thì chắc chắn là công ty nó phải rất là uy tín, rất là minh bạch. Và chắc chắn rồi, khi mà mai kia mà công ty thành công thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái cổ tức rất là tuyệt vời. Thậm chí nhá, thậm chí có những công ty nó chi trả cổ tức nhá bằng mấy chục đời chị em mình làm luôn. Ví dụ nhá, như cái công ty Apple, từ những cái thời điểm sơ khai, từ những cái thời điểm sơ khai mà mọi người nhá chỉ mua 1 triệu cổ phần, 1 triệu cổ phần của công ty đấy, thì mọi người biết không ạ, thì nhá đến bây giờ nhá, hàng năm nhá, mọi người chỉ nhận cổ tức không hàng năm của nó thôi đã có gì, đã có gần 2 triệu đô rồi. 2 triệu đô là bao nhiêu mọi người? 2 triệu đô là 48 tỷ rồi. Mọi người làm cái gì ra để có, để hàng năm có 48 tỷ ạ? Cả đời chả làm ra được, đúng không ạ? Và em Loan cũng khẳng định luôn là nếu như cái công việc hiện tại của em Loan ấy, bây giờ mà làm ra mà hàng năm mà có 48 tỷ thì em cũng vái lại, em xin thua, em không làm được. Em chưa làm được điều đấy ạ. Em chưa làm được. Mà hàng năm em có tự tiền đút túi của mình và là 48 tỷ thì em chưa làm điều đấy. Nhưng nếu như mà chúng ta có cơ hội, chúng ta đầu tư vào những cái cổ phần doanh nghiệp trước khi lên sàn, và chúng ta phải chờ đợi nhá. Em Loan nói là gì? Là chúng ta phải chờ đợi, chứ không phải là giống như lãi ngày 2 tháng là chúng ta có tiền ngay đâu ạ. Bởi vì chúng ta đang đầu tư vào doanh nghiệp thật mọi người ạ. Thế nên là gì? Chúng ta bỏ tiền vào đấy nhưng mà phải chờ cái cơ hội để làm gì ạ? Để doanh nghiệp người ta làm, người ta phát triển, chứ không phải là chúng ta thu ngay. Đấy. Thế nhưng mà cái giá của sự chờ đợi là sao? 5 năm, 10 năm, nhưng mà sao cái giá chờ đợi của chúng ta thì vô cùng xứng đáng. Và đôi khi ấy, trong cuộc đời chúng ta chỉ cần tìm kiếm một cơ hội thôi mà nó thành công, chắc chắn là chúng ta cả đời chúng ta đã thành công rồi. Đấy. Và nếu như mà nếu mà có cơ hội được quay về quá khứ thì mọi người có đầu tư Apple hay không? Nếu như mà chúng ta đầu tư 1 triệu cổ phần của Apple và đến bây giờ thì chúng ta hàng năm chúng ta cứ đi chơi, đi ăn, đi chơi, và chúng ta nghĩ cách làm thế nào, mua tài sản gì để tiêu hết số tiền đấy, thì mọi người có thích không ạ? Chắc chắn là ai cũng thích, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta phải hành động thôi. Hành động mới tạo ra kết quả nha. Còn nếu không hành động thì chắc chắn là không có gì xảy ra cả. Phải hành động. Và cái thứ tư mà em Loan rất thích, đó là thừa kế cho con cái chúng ta sau này. Ví dụ như chúng ta mua đất, đúng không ạ? Chúng ta mua đất và chúng ta có sổ đỏ, và khi mai kia chúng ta mất đi, chúng ta thừa kế cho con cái chúng ta sau này. Đấy là một cách rất hay. Thế và có một cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta sở hữu cổ phần doanh nghiệp thì chúng ta sau này. Đấy. Và tại sao nước ngoài mà người ta tạo ra các gia tộc tỷ đô là như vậy? Bởi vì là người ta thừa kế các cổ phần doanh nghiệp cho con cháu người ta. Mọi người à, vì sao nha? Có những cái doanh nghiệp ấy họ phát triển 100 năm mọi người, 100 năm. Và khi mà chúng ta đầu tư từ những thời điểm sơ khai, đúng không ạ? Với số tiền rất rẻ, nhưng mà doanh nghiệp ấy cứ phát triển trong vòng 100 năm thì còn sao? Thì con cháu chúng ta cứ hưởng từ đời này sang đời khác, đúng không ạ? Hưởng đến 100 năm cơ mà. Hoặc là có những lời nó gọi là gia tộc tỷ đô ấy mọi người. Cứ giàu mãi, giàu từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đấy. Từ đời con cháu này sang đời con cháu khác. Đấy. Và cái thứ năm nữa mà chúng ta đang từ thiện sĩ. Và trong cái live stream này thì có ai mà chúng ta thích đi từ thiện không ạ? Em Loan sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà mọi người đi từ thiện nha. Từ thiện sĩ luôn. Đấy là gì ạ? Là nếu mà chúng ta tìm ra nhá, chúng ta tìm ra một cái doanh nghiệp nào đó mà họ giúp ích cho xã hội. Họ giúp gì? Giúp giải quyết những cái vấn đề của xã hội. Ví dụ như là gì? Tai nạn giao thông là ách tắc giao thông, đúng không ạ? Là ô nhiễm môi trường. Đấy. Hoặc là gì? Là những cái vấn đề mà rất là nổi cộm bên ngoài xã hội. Thì đấy là chúng ta cũng đang gì? Đang từ thiện sĩ mọi người.
ấy, từ thiện. Và mọi người biết rằng đấy, luật nhân quả đúng không ạ? Luật nhân quả rất là quan trọng. Chúng ta có thể tránh được tất cả mọi luật, nhưng mà luật nhân quả thì chúng ta không thể tránh khỏi. Vậy thì chúng ta phải từ thiện thôi. Từ thiện tích phúc đức cho mình, cho đời con, đời cháu của mình sau này. Bằng cách là gì? Chúng ta đầu tư vào những doanh nghiệp nó tập trung phát triển vào gì? Về môi trường, tập trung phát triển để giúp đỡ mọi người xung quanh, để giúp đỡ gì? Và cái khả năng giúp đỡ của bạn, giúp đỡ cho nhiều người, thì bạn càng gieo phúc đức càng tốt. Đấy. Thế nên hãy tập trung. Và khi mà chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp ấy, thì đấy, mọi người thấy rằng là chỉ với số tiền nhỏ chúng ta thôi đúng không ạ? Có thể từ 500 đô thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã gì? Chúng ta có 5 quyền nợ liền cùng một lúc. Đấy là điều vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Và nếu như mà chúng ta có khao khát, chúng ta có mong muốn để tìm hiểu một cơ hội ấy, một kỹ hơn ấy, thì hãy liên hệ với em Loan nha. Và em Loan sẽ tắt cái phần này ở đây để hỗ trợ các anh em đằng sau, vì rất nhiều người em Loan live mà vừa rồi rất nhiều cuộc gọi. Bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà vào hôm thứ 6 nha. Bye bye.